Mình đang có mặt ở khu vực trung tâm ha, trung tâm của cái nơi phát triển bậc nhất ở Bà Rịa Vũng Tàu ha, trung tâm của thị xã Phú Mỹ. Và thị xã Phú Mỹ thì anh chị biết rồi, đã đủ tiêu chuẩn lên thành phố rồi ha. Dự kiến là trong vòng năm sau là sẽ chính thức lên thành phố ha, thành phố thứ ba của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy, đây là phường trung tâm anh chị ha, phường trung tâm. Và cái vị trí mình quay ngày hôm nay thực sự là không thể chê được anh chị. Đường xá ha, và vị trí đẹp tuyệt vời luôn. Ngay bên hông trường học ha, trường học rất là lớn luôn chị. Ở Bà Rịa Vũng Tàu là đường xá lớn nè, những cái trường học, rồi những cơ quan hành chính nhà nước, cái gì cũng lớn ha, sân vận động, rồi nhà văn hóa. Tuyệt vời ha, thật sự là tuyệt vời. Đèn điện cao áp. Đấy. À. Hôm nay là mình sẽ quay review một cái nhà vườn ha, một cái nhà vườn ngay trung tâm, nghe đã không? Đó, một cái nhà vườn có sân rộng nè. Đó, vì đó là vị trí đắc địa luôn ha. Ngay kia mình chỉ là chợ luôn ha, chợ rất là lớn. Bên kia trường học chính là giáo xứ luôn ha. Đấy, chung một khu này thì tuyệt vời. Đây là một cái nhà vườn, một cái nhà mà có cái tuổi đời cũng đã lâu rồi ha, của gia đình từ xưa đến giờ. Nhưng thực sự bây giờ là khi mà quyết định mà kêu bán đó chị, rất là tiếc, rất là đau lòng luôn. Thì tại sao mà đau lòng thì lát nữa là mình sẽ nói chi tiết hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay thợ chi tiết nha anh chị, quay review chính chủ không qua môi giới trung gian, để chị mình sẽ trực tiếp liên hệ chủ để mà đàm phán được cái giá tốt nhất luôn nha. Thì đầu tiên là mình sẽ tóm tắt thông tin cơ bản báo giá luôn để anh chị mình tiện theo dõi nha. Đây, địa chỉ nè anh chị nha. Đó. Hiện tại là vừa là nhà vừa là công ty luôn ha, văn phòng công ty. Đây, số 130 ha, đường Hoàng Diệu. Đấy, đây đường Hoàng Diệu chị nha. Thuộc khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ ha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy, chuẩn bị lên thành phố chị ha. Thì đây nè, đây đường Hoàng Diệu. Đường này mình đi thẳng ra tầm 300m ha, qua cái chợ đó. Đó gọi là chợ Ngọc Hà anh chị ha. Chợ Ngọc Hà, nói chung là anh chị mình tới khu vực Phú Mỹ là anh chị hỏi cái chợ Ngọc Hà hay là giáo xứ Ngọc Hà chị biết rồi. Tại khu này khu rất là đẹp ha, khu bàn cờ trung tâm, nên là nói chợ Ngọc Hà hay là giáo xứ Ngọc Hà là ai cũng sẽ chỉ cho anh chị biết được. Đó, thì qua cái chợ Ngọc Hà đó là quốc lộ 51 ha. Mình cách quốc lộ 51 chỉ khoảng tầm 300m thôi. Và đây nè. Ở đây thì bao bọc là rất là nhiều khu nghiệp chị ha, cảng biển cái mép, khu nghiệp đó, khu nghiệp Phú Mỹ 123 nè, Mỹ Sơn 123 nè, Mỹ Sơn, nói chung là ở đây thì đặc trưng là dân cư rất đông vậy ha. Đó, giấc này mình quay là giấc thấp điểm vậy nha. Giấc này thì nó chỉ đây 10 giờ ha, 10 giờ sáng đó, thấp điểm. Nhưng mà giờ thấp điểm nha, nhưng mà nếu mà anh chị mình đi ô tô á vẫn không đi qua cái chợ đâu ha, tức là mình phải đánh vòng qua bên đường kia, đường gì á quên mất tên mất tiêu rồi đó. Thì tại cái chợ đó bán là bán ngay đêm luôn ha, giờ nào cũng đông hết trơn á, chợ giống như chợ đầu mối hay gì đó, chợ lớn lắm á chị. Thì giờ hấp điểm nên là xe cộ qua lại thì nó cũng vắng ha. Đây cái học sinh thì vẫn còn đang học ha, đang học đấy. Thì chứ cái giờ mà sáng với giờ chiều tối chị, giờ tan tầm á là những cái đoạn đường này rất là đông, cho nên là anh chị mình hoàn toàn thể kinh doanh mua bán được ha. Ở đây á thì cũng ngay gần khu trung tâm hành chính của thị xã Phú Mỹ luôn ha. Và đi về thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí này thì chắc cỡ tầm đâu đó là hơn 50 cây số thôi. Cũng gần nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nè. Sau này chị mình có cao tốc rồi thì mình đi rất là tiện luôn. Rồi cũng gần trung tâm thành phố Bà Rịa luôn ha. Nói biển á, thật ra là mình cách đây thì hẳn vô là có nhánh biển luôn ha. Nhưng mà để mà ra biển thì biển mình đi biển Long Sơn nè, hoặc là biển Vũng Tàu ha. Đây đi biển cũng rất là tiện thôi. Khu công nghiệp, biển, đô thị. Ở đây thì những cái tiện ích như là siêu thị, bệnh viện hay là công viên, trường học thì khỏi nói rồi ha. Tất cả mọi thứ, cho nên cái vị trí phải nói là rất là đẹp. Bây giờ chỉ bàn về giá thôi. Rồi bây giờ là mình nói về cái diện tích mình xong rồi báo giá luôn nha. Cái đất mình quen ngày hôm nay nó có tổng diện tích là 399m² ha. Nói chung là xuất xác là 400 rồi. Và có sẵn là 240m² đất ở đô thị, tức là hữu cư á. Còn lại đất trồng cây lâu năm và quy hoạch đất ở đô thị toàn bộ. Anh chị mình muốn lên full thì mình đăng ký thêm. Nhưng mà cái giá ở cái mặt vị trí trung tâm này thì cái hữu cư cũng khá cao nha anh chị, nên là mình có sẵn 240 hữu cư rồi thì chắc là đủ rồi. Tạm đủ rồi ha. Thì bây giờ báo giá luôn nha. Hiện tại là
chị Thùy Dương ha. Thùy Dương có đại diện, nói chung là chị là con gái của bác chủ ha, thì đại diện là nhà mình quay review tới đây, thì chính chủ luôn. Thì giá hiện tại là gia đình em mong muốn là 6.7 tỷ ha, 6.7 tỷ. Nói chung là cũng còn thương lượng nha anh chị. Thật ra là khi mà chị có mời tới đây á, là có nói mình, nó chia sẻ mình đó là chị có gửi môi giới rồi, nhưng mà bên phía môi giới thì họ bắt buộc họ phải đưa giá cao lên nữa, tại vì để phải khách hàng trả giá cho tiền môi giới rồi tiền này nọ đó, thì cái đó hơi khó bán, nên là chị muốn mời mình tới đây quay trực tiếp luôn để mà có thể là trực tiếp người mua với người bán làm việc với nhau, để mà giảm được cái mức giá xuống để mà chị dễ bán hơn đó. Nên là chị đưa 6.7 tỷ thì là giá để bán chứ không phải để thách thức gì hết ha. Nhưng mà dĩ nhiên là trong mua bán thì phải có thương lượng, thì mình cứ xem được thì thương lượng thêm ha. 6.7 tỷ cho một căn nhà vườn rộng rãi ha. Cái này nếu chị mình mua về cắt hai lô là tuyệt đẹp luôn ha, tức là ngang 7 dài 28, thì tổng của mình đó là ngang 14 ha, ngang 14 nở hậu ra 14.6, dài là hơn 28 m ha. Đất mình là quay mặt sẽ hướng chính nam luôn, hướng rất là đẹp đó. Ngang tới 14 m thì chắc chắn là cắt ra làm đôi thì là ngang mỗi bên là 7 và 28 là một cái chuẩn biệt thự rồi ha. Tính ra là cũng mỗi bên được 200 m² đó, làm biệt thự thoải mái. Còn hiện tại nha, với vị trí này là anh chị mình có thể là làm xây phòng trọ hay là nhà trường mầm non ha, hay là khách sạn, hay là nói chung là có rất là nhiều cái mục đích sử dụng ha. Còn không thì mình làm xây biệt thự ha, hoặc là mình kệ nhà vườn luôn. Nói chung cái nhà thì cũng bình thường thôi, nhà bình dân thôi, nhưng mà nhìn nó chuẩn là cái nhà vườn ha. Đó, nhà vườn mini rất là mát mẻ luôn đó. Rồi thì giá cả thông tin là mình đã báo rồi ha, bây giờ mình sẽ vô quay chi tiết bên trong ha, và nói thêm về những cái thông tin của cái ngôi nhà này ha. Đó thì hiện tại á là mình nói luôn nha, ngôi nhà này á là đang cầm sổ ngân hàng chị ha, và đây cũng là lý do bán đó chị. Đó, tức là con trai của bác chủ ha, bác Lê chủ nhà này á là đang kinh doanh thua lỗ trong vòng hơn 4 năm nay, chung mà dịch bệnh nè, rồi bất động sản đứng nè, kinh tế thì chững lại nè, mà ảnh thì làm bên cái lĩnh vực xây dựng ha, lĩnh vực xây dựng đó, nên là thực sự là đang bế tắc trong mấy năm nay, lãi ngân hàng là mỗi tháng phải đóng đó. Mà gia đình thì nói chung là bác thì ở đây thì xưa đến giờ bác không hề muốn ha, đáng lẽ là bán từ cách đây là mấy năm trước rồi ha. Thời điểm mà đất còn sốt á thì riêng cái mặt bằng này á chị, 1 m² là phải hơn 600 triệu ha. Bây giờ nếu mình chia mét ngang thì nó chỉ còn khoảng là hơn 470 thôi, gần 408 đó, nên là cũng rất là đau lòng ha. Thời điểm mà bán, nếu bán trước đó thì được giá cao rồi, nhưng mà người ta cố gồng lại để giữ được ngôi nhà này, nhưng bây giờ là không nổi chị. Thật sự là rớt mắt luôn á. Nãy nghe chị Thị Dương á chị cũng chia sẻ thì thấy mắt cũng rưng rưng đỏ rồi đó. Đây một ngôi nhà kỷ niệm ha, sự kỷ niệm. Hiện tại là bác trai mất rồi, chỉ còn lại bác gái thôi. Đó, đây là ngôi nhà này hiện tại là phải nói là rất là tâm huyết, là kỷ niệm đó mình thôi. Thì đó là một số chia sẻ cho anh chị hiểu thêm về cái lý do bán ha. Đó, nói chung là gồng không nổi rồi, bắt buộc phải bán ha. Thì nếu mà bán thì nói chung là anh chị mình chốt được cái giá rồi thì bên phía chủ họ sẽ cố gắng vay mượn ha, cố gắng vay mượn để mà chuột sổ ra ha, chuột sổ ra để mà mình tiến hành cái việc mà công chứng sang tên. Đấy. Rồi thì mình đang bước trong nhà chị ha. Nhà thì rất là rộng, sân đậu xe hơi thì thoải mái luôn. Đó, bên đây thì mình có khoảng sân vườn nè ha. Đó, sân vườn trồng đủ loại cây. Đây là tâm huyết của bác trai nè. Giờ bác mất rồi. Đấy. Trồng cây lan là rau là đủ thứ hết ha. Ở đây mình có một kho ha, kho đựng đồ. Đó, kho để đồ. Đấy. Đây, kho đựng đồ cá nhân. Nói chung là đây là cái kho công ty bên chỉ anh con ha, anh con của chủ nhà. Đó. Nhà mình là từ đường chính đi vô là hình như là mình test quy hoạch thì đã trừ hết lộ giới rồi chị nha, tức là cái chiều dài mà 28 m, hơn 28 m là nó giữ nguyên ha. Đại đường là vỉa hè, lòng đường là đã mở maximum rồi. Đó. Bây giờ là mình sẽ vô quay bên trong đi ha. Quay trong sơ sơ nhà nha. Dạ. Mình mở đèn lên cho sáng sáng xíu được chị. Dạ, chào bác. Bật cái đèn. Dạ. Đấy.
Dạ dạ. Nhà mình có mấy phòng ngủ vậy ta? 1 2 3 3 à. Có cái gác, dạ, xuống dưới đây, còn bên đây cái kho. Cái kho. Mở để chung là nhà mình ngồi sơ sơ thôi rồi. Toilet. Dạ. Toilet, đây toilet ha. Toilet. Hình như dưới đây là hồi đó mình xây thêm đúng không ta? Mở rộng thêm. À, mở rộng thêm nè, mình thấy cái nền nó khác nè. Đó. À, dưới túc dưới đây là có khoảng này giếng giống như giếng trời vậy ha. Kiểu như giếng trời mình để đồ lặt vặt nè, đó là mình để chỗ rửa ráy nè, rửa chén nè. Đó, bếp núc. Nói chung thì nhà thì rộng vậy ha. Anh chị em nếu mà cái nhu cầu của mình nó không có cao thì mình ở đây mình sửa sơn sửa lại ha, mình ở thoải mái ha. Ở đây mình làm dạng nhà giữ trẻ cũng ok nè. À, trên đây mình có thêm một gác lửng ha, để mình lên anh chị xem thử ha. Đó, gác lửng này như là ít lên nè nên hơi bụi. Tại vì nhà hiện tại là chỉ có bác gái với lại người cháu ở thôi. Đây, bụi quá trời bụi luôn. Đó, cũng có nhiều nhà sinh trên đây nè chị. Đó. Cũng có thêm phòng ha, kho nè. Đó, rồi đây mình phải đi hẳn. Đó. Trời, rộng lắm chị. Này mà mình ở một đại đình đông đúc vẫn được nha. Ba phòng ngủ ở dưới là thêm trên đây nữa. Nói chung nhà người ta vẫn đang sinh hoạt nên mình không có quay kỹ, không có quay chi tiết ha. Quay phớt phớt thôi. Ui da. Rồi. Có một cửa bên hông mở ra nè. Đấy. Cái nhà sạch sẽ. Phòng khách trên đây nè. Đấy. Phòng khách trên đây ha. Phòng khách phòng thờ luôn. Đó. Nhìn thẳng ra bên không gian bên ngoài. Đấy, rất là rộng chị ha. Đó. Chị xem nè. Rộng rãi, thoải mái, mát nữa. Đây thì chung là cũng gần gần biển á. Nên thoáng mát ha. Đó, cây xanh dọc cái tuyến đường Hoàng Diệu này là trồng hai bên là cây bằng lăng á. Đó, bằng lăng tím nhìn rất là đẹp ha. Đó, ngay trường học luôn. Đó, nhà giáo xứ thì khỏi nói rồi. Ở đây anh chị mình bên công giáo thì ở đây là tuyệt vời luôn. Đó, sát bên giáo xứ luôn. Mình đi bộ cũng được ha. Trước đây có cây nhãn nữa ha, một cây nhãn. Đó. Dạ. Hai cây thiên tế này xưa có bắt trai mà giờ giờ nó bị hơi tàn nè, nói chung là phải có bàn tay chăm của bác trai, nhưng bây giờ bác trai mất rồi. Đó. Đấy, mời chị ngắm lại toàn bộ ngôi nhà mình ha. Đó, gần 400 mét vuông, có 240 mét vuông ở đô thị, nói chung là hơn một nửa đất ở đô thị thổ cư á. Đó, đang kêu bán giá là 6.7 tỷ, có thương lượng chị nha. Thì anh chị nào mà mình thấy phù hợp thì cứ trực tiếp liên hệ bên phía chủ để làm việc giá ha. Nói chung là đất ở Phú Mỹ thì giá trị rất là cao anh chị nha, tại vì nó là chuẩn bị là thành phố luôn rồi, nó là cái nơi phát triển kinh tế bậc nhất ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Nói chung là tính ra về cái nguồn thu ở tỉnh là ông Phú Mỹ này là cũng chiếm số lớn đó. À, nên là cái khu đất ở Phú Mỹ là nó cao lắm chị ha. Đó, nên là anh chị nghe cái giá mà 6.7 tỷ á, là thật sự đây là cái giá bán chứ không phải giá nó nói mà trên trời đất đâu ha. Đó, anh chị mình nếu có quan tâm bất động sản ở Bà Rịa Vũng Tàu thì biết. Đó, nên là mình theo mình đánh giá là cái giá này là có thể là thương lượng để mua được chị nha. À, nếu anh chị mình thích ở hoặc là đầu tư ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy. Rồi bây giờ là mình mời anh chị xem một đoạn flycam trên cao. Đó, để mình hình dung được cái vị trí của khu này như thế nào, mình sẽ quay rất kỹ ha. Rồi lát nữa là mình mời chị xem phần sổ sách vị trí ha. Và quy hoạch, nói chung là cái quy hoạch cũng rất là đáng xem nha anh chị. Tại vì xung quanh đây là cái quy hoạch có tiềm năng lắm, bao quanh là khu công nghiệp. Đây ha, mình dễ sơ sơ để anh chị hình dung được cái tổng thể đất mình ha, rất là vuông. Đó, gần 400 mét vuông. Xây mái hiên gần như hết rồi ha. Có khoảng trống để trồng cây thôi. À, chung cũng gọi vậy như là cũng có nhà vườn mini nhỏ nhỏ xinh xinh vậy đó. Thì khu này chị biết rồi, khu trung tâm mà. À, lấy đâu ra mà đất rộng để mà trồng cây đâu. Nói chung là gần 400 mét vuông là đẳng cấp rồi. À, 400 mét vuông là to lắm anh chị, ở khu trung tâm như thế này. Đó, chị thấy trước mặt chị cho trường học ha. Giờ này đang học nên là nó ha. Còn bên đây là chị thấy không? Đây là giáo xứ ha. Đó, giáo xứ Ngọc Hà. À, một cái địa danh mà đây ai cũng biết trơn. Đây chị, khu dân cư đây thì nó ngạt rồi.
như thành phố vậy đó. Nhưng mà đường xá thì dĩ nhiên là nó quy hoạch đẹp ha, tới chung Bà Rịa Vũng Tàu vậy đó, quy hoạch đẹp sẵn rồi nên đi cũng thoải mái. Chứ mà anh chị, đó là cái đường nó được cách mạng 8 ha, để đi thẳng qua bên phía khu nghiệp Châu Đức Sonergy á. Ở nghĩa quốc lộ 1 thì khỏi nói rồi, mật độ xe cộ lúc nào cũng đông ấy ha, đặc biệt là cái ngày lễ Tết. Ra đây nếu mà nhìn tay trái, tay trái mình á, là đi về hướng Mỹ Xuân, đi về hướng Long Thành. Thì dọc theo cái tuyến đường này thì rất nhiều khu nghiệp chảy dài từ bên Phú Mỹ qua tới Long Thành, về tới Biên Hòa luôn. Rất là nhiều khu nghiệp ha. Khu nghiệp cảng biển. Nói chung là ở Phú Mỹ hiện tại là cái quỹ đất dành cho người dân là không có nhiều đâu anh chị ha. Đa số là dành cho khu nghiệp, dành cho hạ tầng của nhà nước. Ở phía sau khu dân cư này chính là khu công nghiệp ha, công nghiệp và cảng biển đó chị. Ở ngoài quốc lộ 1 nhìn thẳng vô là chị thấy là rất là dễ hình dung, là cái nhà mình đối diện ngay phía sau trường học đó. Bên kia là cái giáo xứ. Chị thấy đây là khu nghiệp bao bọc hết nha anh chị ha, bao bọc hết. Hướng này là hướng đi về xa xa mình chính là chung cư 18 tầng ngay xì cốc mắt. Hướng đi về trung tâm của thành phố Bà Rịa đó, ngay chợ Bà Rịa ha. Đây nếu mà ra chợ Bà Rịa thì chắc khoảng tầm cũng gần 10 cây ha, 7-8 cây gì đó. Đây là cái ngã tư Ngọc Hà ha. Thì tới đây mình quẹo vô ha, quẹo vô cái đường này là đường Nguyễn Cư Chinh. Còn đây là đường nè, chị thấy mấy cái dù không? Đó là đường Hoàng Diệu ha, chợ đó, chợ Ngọc Hà đó chị. Thì cái chợ Ngọc Hà thì nằm trên mặt đường Hoàng Diệu. Và cái nhà mình đây đó, cái nhà mình thì nằm trên mặt chợ này luôn ha, đường chợ này luôn ha. Nói chung là từ đất mình đi bộ vài bước, đi bộ chút xíu là mình ra chợ rồi ha. Chợ lớn luôn đó, chợ bán ngày đêm luôn đó. Nói chung mà đi bộ thì ok, chứ mà đi ô tô thì không nên nha, tại vì chợ đông lắm đó. Giờ thấp điểm mà đi còn không nổi, mà chứ đừng nói giờ cao điểm nha. Đấy, chung là cái vị trí rất là dễ hình dung ha, ngay trường học luôn. Đây, mời anh chị xem lại toàn cảnh cái nhà vườn mình ha. Đứng ở ngay nhà vườn mình, đứng ở cái nhà mình ngay đường Hoàng Diệu, nhìn thẳng ra đó, chợ Ngọc Hà và quốc lộ 51. Xa xa mình chính là núi ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ dẫn anh chị tham quan sơ sơ khu này luôn đi ha. Nói chung nhìn lại cam thì quá rõ rồi, khu rất là VIP luôn. Đường xá nè, chị em hai bên cũng buôn bán nè. Yoga. Đấy, xíu mà là chợ luôn ha. Nhưng mà mình sẽ không đi đường đó, hơi đông á. Thì qua cái chợ đó chị ha, ở ngay chợ đó. Nên là có thể là sẽ hơi đi lại hơi khó khăn. Nên là mình sẽ đây chị ha, biệt thự buôn bán đẹp không? Đấy, mình sẽ quẹo qua hướng này đi, mình sẽ quẹo qua đường Nguyễn Cư Chinh đi ha. Quẹo qua đường Nguyễn Cư Chinh để mà đi ra quốc lộ 51. Chị thấy không? Nó không khác gì thành phố ha. Vinmart nè. Ở nhà thờ chị không? Ở song song với lại trường học là nhà thờ. Đây. Mình rẽ qua quốc lộ 1 thì đi hơi vòng xíu ha. Nếu đi thẳng qua chợ Ngọc Hà thì cũng được thôi. Nhưng mà đi này cho nó dễ đi hơn ha. Đó. Mặc dù cũng đông, chị thấy không? Cũng buôn bán chị ha. Cái đường đây là cái đường Nguyễn Cư Chinh nè, song song với lại đường Hoàng Diệu. Cũng đông ha, chị thấy không? Ra đây cũng buôn bán nè. Đấy. Giấc này nè chị coi nè. 10 giờ mấy rồi ha mà bán nè. Đó. Bởi buổi sáng giờ nè, chợ này ha, ở cái chợ đó đây ha, ở là đường Hoàng Diệu bên đó anh chị. Giấc này mà đi còn thấy đông, mà đừng nói đến cái giấc mà hả sáng ha, sáng với chiều nha, chiều mà học sinh công nhân mà búa ra thì thôi đông nghẹt luôn đó. Đây chị ha, đây là quốc lộ 51 nè. Rẽ trái là đi về hướng thành phố ha, còn rẽ phải là đi hướng Vũng Tàu, hướng đi về cho Bà Rịa ha. Đó là cái vòng cổng vòm, cái khu trung tâm hành chính của Phú Mỹ nằm bên đó đó. Còn đây là mình đi thẳng qua đây là đi hướng về khu nghiệp Châu Đức Sonadeji ha, đi về hướng nhà mình á. Đi hướng Châu Đức vậy ha, hướng đi về biển Hồ Tràm. Bên đây cũng buôn bán buổi tối, bán nhậu nhiều lắm anh chị. Đây Đại Tòng Lâm nè chị ha.
này gọi là trường đại học Phật giáo của, rất là lớn của Việt Nam mình nè, Đại Tổng Lâm nè, như trường đại học, thấy không? Khu này thì có nổi tiếng là khung thu cái vùng núi Dinh đó anh chị, vùng Phật học đó. Đấy, thấy không? Trường Phật học Đại Tổng Lâm nè anh chị. Giờ này quay thì mấy quán xá chưa mở đâu, chắc tối mới vui. Thôi được rồi, mình trong một khu này, khu trung tâm rồi, mình khỏi phải nói nhiều rồi ha. Chị em đường xá ở đây, ở Bà Rịa Vũng Tàu, chuyện nào cái xe nổi đúng không? Ok, mình kết thúc video nha. Lát nữa mình sẽ mời chị xem cái phần pháp lý sau. Xa xa mình là núi như núi Thiệu Bãi. Rồi bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem cái sổ mình ha. Cái sổ có từ năm 1998 rồi anh chị nha. Nó tính ra là nó đã hai mươi mấy năm rồi. Sổ cũ từ xưa đến giờ. Thì hồi đó là đây, địa chỉ là ngày xưa nó là thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. Giờ nó đã là phường Phú Mỹ và thuộc thị xã Phú Mỹ ha. Đấy. Xong tương lai là thành phố luôn. Thì hồi đó là tổng của nó tới là hơn 2001 ha, gần 2002. Nhưng mà sau đó là bán từ từ đi thì còn lại được cỡ 400 ha. 400 mét vuông. Đấy, nó có đất lúa nữa chị nha, nhưng bây giờ không có đất lúa nha, giờ chỉ có khu này làm gì còn lúa nữa. Bây giờ là của mình là còn đất trồng cây lâu năm và đất sổ, đất thổ cư ha. Đây là chích lục để mà vay vốn ngân hàng nè. Thì thời điểm chích lục là năm 2016. Thì thời điểm đó thì trên công nhận của mình thì chỉ có là 348,4 mét vuông thôi. Nhưng mà bây giờ ha, bây giờ thì độ đạt mới lại thì của mình là 399 lần ha, tức là gần 600-400 đó, có 240 thổ cư, còn lại đất trồng cây lâu năm. Đấy, đường Hoàng Diệu. Còn bây giờ là mình mời chị xem cái phần thông tin quy hoạch ha. Đấy, thì đây chính là cái mới nhất của mình ha, là 399,1 mét vuông, có 240 mét vuông ở đô thị. Chính xác cái bề ngang của mình là được 13m9 ha, nở hậu 14m6, dài thì 28,2 đó. Thì chị thấy không, đất mình là không có dính một mét lộ giới nào hết ha, tức là đã trừ hết sạch sẽ rồi hả. Cho nên là của mình là trọn vẹn là 399 ha, đường rộng sẵn rồi, chị thấy không, khu này là khu bàn cờ rất là đẳng cấp luôn ha. Đấy, khu này khu đất ở đô thị đúng không, nhưng mà xung quanh đây nói chung là như chị thấy là cái quỹ đất ở đô thị khu vực Phú Mỹ là nó ít lắm đó. Chủ yếu là đất khu công nghiệp chị ha, đất khu công nghiệp với lại đất cảng biển ha đó. Nên là chị thấy là đất ở Phú Mỹ mà đất ở đô thị là không có nhiều đâu đó. Tại vì thành phố Phú Mỹ là gọi là thành phố công nghiệp mà của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây khu cảng biển nè chị ha, khu cảng biển nè. Còn những cái màu cam cam này nè, đất khu nghiệp chị ha, chị thấy không? Bao quanh là khu nghiệp ha, khu nghiệp trải dài ven cái đường, cái nhánh biển nè. Đó. Đây thêm cảng nè chị, có tới mấy cụm cảng lần ha. Đấy, cho nên là cái khu mà Phú Mỹ là khu phải nói là cực kỳ là đẳng cấp luôn ha. Đây là phường trung tâm nữa, nên là tất cả hành chính, cơ quan ha, trường đại học, tất cả mọi thứ đó, bệnh viện đều nằm ở đây ha. Đó, chị xem nè, mở cái quy hoạch của phường Phú Mỹ ra chị thấy là nó rất là tiềm năng luôn. Đó, còn mình thì là khu đó ở đô thị hiện hữu ha, nên là về cái tính pháp lý của nó, an toàn của nó thì rất là yên tâm rồi. Khu này là khu bàn cờ chị ha. Đó, đối diện trường học. Cuối cùng thì mình sẽ nói về cái vị trí của đất mình trên bản đồ vệ tinh. Chị mình dễ dàng hình dung ha. Cái vị trí này là mình có để dưới phần mô tả của video. Anh chị hãy bấm vô mình tham khảo, cũng như là hãy trực tiếp đến đây xem nhà bất cứ lúc nào ha. Thì đất mình là nằm trên địa chỉ là 130 Hoàng Diệu ha, ở ngay bên hông của trường tiểu học bán chú Phú Mỹ. Rồi đây là giáo sứ, nhà thờ xứ Ngọc Hà, bàn cờ ha. Hoàng Diệu giao với lại Phạm Hữu Chí. Đây, lúc mình quay video thì mình quẹo qua đường Huỳnh Tịnh Cổ nè, để mình ra cái đường Nguyễn Cư Chinh, đi thẳng ra cái ngã tư Ngọc Hà nè. Đây thì ông chợ Ngọc Hà nằm trên đường Hoàng Diệu ha. Thì nó cũng đi thẳng ra quốc lộ 1 nè, nhưng mình tránh cái đường đó ha, đường đông lắm. Rồi thì chị thấy là bao quanh đây khu công nghiệp ha, từ Mỹ Xuân B1, B2 rồi Phú Mỹ 123 nè,
đây cảng quốc tế Sài Gòn, cảng Phú Mỹ nè, cảng container quốc tế nè, cái thị bãi khu nghiệp nè, thấy không? Đấy. Rồi khu đây. Khu chung cư 18 tầng cốp mắt nè, khu cổng vòm nè chị, hướng về thành phố Bà Rịa đó. Đây khu cổng vòm, khu trung tâm hành chính của phường của thành phố Phú Mỹ á. Đó. Đây. Chung mình dọc đi hướng về Bà Rịa là tuyến đường này là rất là sầm uất luôn ha. Đó, về tới thành phố Bà Rịa nè và đi biển Vũng Tàu nè ha, đi biển Long Sơn hay là Vũng Tàu nè. Đấy. Nói chung là cái vị trí phải nói là rất là đẹp ha, rất là đẹp. Đấy. Ở cũng được mà để kinh doanh, để đầu tư, để làm của thì ok ha. Vị trí phải nói là đắc địa của Bà Rịa Vũng Tàu, cái khu này khu đẳng cấp nhất của Bà Rịa Vũng Tàu hiện tại chị nha. Tại vì thành phố Phú Mỹ là thành phố mà nó đang phát triển về kinh tế, công nghiệp rất là mạnh. Còn Bà Rịa, thật ra đến thành phố Bà Rịa là thành phố trung tâm nhưng nó lại không có phát triển kinh tế bằng thành phố Phú Mỹ đâu. Còn thành phố Vũng Tàu thì nó chỉ có du lịch thôi. Đấy. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm cứ liên hệ trực tiếp bên phía chủ để mình gọi là xem nhà và đàm phán giá cũng như là các thủ tục pháp lý sang tên này nọ nha. Đó. Mình xin phép kết thúc video. Anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán review nhà đất chính chủ giống như cái video này thì cứ alo cho mình ở số điện thoại là 0933 230243 hoặc là số Viettel là 0373 230243. Thì số Viettel thì nó sẽ có Zalo gì ha. Anh chị có thể là liên hệ với Zalo số Viettel. Đấy, rồi xin phép chào anh chị ha, cảm ơn chị đã xem hết video này. Cái nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nằm ở đoạn này nè anh chị ha. Đó, nhiều lắm, nói chung bên đây có nhiều nút giao cao tốc lắm. Đó, sau này anh chị mình đi từ Thành phố Hồ Chí Minh là mình đi cao tốc thôi, né quốc lộ 1 ha, kẹt xe.